À, Nhân xin chào anh chị nha. Hôm nay thì Nhân đang có mặt tại là xã Hòa ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay thì một lần nữa thì Nhân xin gửi đến anh chị mình một miếng đất vườn nha, miếng đất vườn trái cây nha, với diện tích là 37.000 m², nói chung là hơn 3 mẫu 7. Đó, hiện tại là mình đang trồng bưởi nha. Đây. Bây giờ thì mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi với Nhân nha. Thật sự miếng đất của mình á nằm trên trục đường. Đây là con đường liên xã nha. Từ vị trí mình đang đứng này nè, mình đi ra quốc lộ 20 là chỉ có 5 cây thôi. Thì nó nằm ở chỗ là thị trấn Định Quán luôn. Rồi nếu mà đi đến xã Ngọc Định thì chỉ có là 300 m thôi. 300 m thôi nha anh chị. Đấy. Nói chung là một cái khúc vị trí đất của mình đứng là nó nằm ở trên hai trục đường lớn đó, một trục đường, hai trục đường nhựa bên đây, rồi một trục đường nhựa bên đây. Đất của mình là mình không có mặt tiền nha, mình chỉ có được 5 mét thôi, 5 mét từ đây qua tới đây thôi, còn phía đất bên đây thì của một cái chủ khác rồi. Bây giờ thì Nhân sẽ đi vô trong cho anh chị mình xem miếng đất của mình ha. Thì từ cái mặt đường bê tông á, đi thẳng vô khoảng 30 mét là mình sẽ gặp đất của mình nha. Đất của mình rất là vuông vức luôn, nó y hệt cái hình chữ nhật luôn nha anh chị. Đây, vô đây là mình có cổng luôn. Thì sau này nếu mà anh chị muốn đầu tư thì mình có thể là phân lô, mình ủi thẳng một đường xuống dưới là cỡ gần 200 mét nha, 200 mét. Và còn chiều ngang là khoảng là tính ra là cỡ hơn 100 mét nha. Đây, hiện tại thì đất của mình đang có trồng bưởi, bưởi da xanh. Đấy. Bưởi da xanh này thì trồng được 5 năm rồi, rất là vuông vức luôn, cứ hàng cách hàng. Rồi theo Nhân được biết á, thì vùng bưởi này á thì có khoảng là gần 800 cây bưởi trồng trên hai mẫu nha, nói cho nó 2 mẫu 3, còn khoảng 1 mẫu 4 á, phía sau á là hiện tại đang đất trắng. Hiện tại thì chủ đang kêu là một sào này là 200 triệu. Đấy. Nếu mà tính ra một sào mà 200 triệu cho vườn trái cây mà đất bằng phẳng vuông vức luôn thì là quá tuyệt vời luôn nha anh chị. Hiện tại thì trên đất của mình á thì đã có hệ thống là bét hết nha. Đấy, hệ thống bét hết luôn. Đây, bưởi rất là nhiều luôn nha anh chị. Đất mình này thì chiều ngang á thì khoảng hơn 100 mét, chiều dài thì khoảng hơn 200 mét. Đất mình thì được có hai cái giếng khoan nè, rồi điện 3 pha nè, rồi có một cái căn nhà cấp 4. Đấy. Đây. Ở giữa rẫy mình á thì cũng có một cái nhà cấp 4, nhà để canh giữ vườn ha. Rồi hàng cách hàng thì mình cũng có làm một cái rãnh nhỏ nè để mình thoát nước, thoát nước khi mình tưới á là nó sẽ giúp cho bưởi mình nó phát triển tốt nha, rồi không có bị ngập úng. Đấy. Vườn bưởi thì nói chung là không có gì phải chê rồi. Thì từ vị trí đất của mình á thì mình đi ra chợ thì khoảng 3 cây đến 4 cây thôi. Thì nói chung là cái chỗ này rất thích hợp để cho mình làm những cái view nghỉ dưỡng hay là những cái farm nha. Tại vì xung quanh mình là những cánh rừng. Bà con ở đây chủ yếu là trồng tràm. Tràm hết luôn nha. Đấy. Đi đâu cũng thấy là bưởi với bưởi không nha anh chị. Hiện tại thì ở đây thì chủ cũng đang xen vô vài vài trăm cây sầu riêng. Đấy. Vài trăm cây sầu riêng mà mới được năm 2 à. Đây. Phía phía sau rẫy mình còn khoảng 10.000 mét vuông, nói chung là hơn một mẫu.
là đất trắng. Ngày trước thì có trồng điều, nhưng mà điều này thì thấy không có kinh tế nên chủ vừa cưa hết rồi nha. Nha anh chị. Đấy, vị trí đất mình đó, đây, lên từ đây múc lên tới trên nó, rồi nó ôm cua bên đó, nó dài ra tới đằng cái bụi tre kia luôn nha, bụi tre kia nha anh chị, rồi nó liên thông tới cái bụi cây buông kia, này. Rồi nó ôm cua lên tới vùng bưởi bên kia. Thật sự thì đất mình nó cũng không có gì ngoài bưởi thôi, đây. Mình chỉ cho từ cái đầu cái bưởi đó kéo dài lên tới trên kia. Đấy. Rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ quay đường xá dân cư rồi chợ búa cho anh chị mình tham khảo ha. Đây. Cái đường này á mình mới đổ bê tông nha. Hiện tại thì khu này thì cũng là đường này thì chưa hiển thị trên bản đồ, nhưng mà xung quanh rất yên tĩnh để cho mình đầu tư mình làm nghỉ dưỡng nha anh chị. Rồi khoảng 300 cho tới 400 mét thì mình ra tới đường nhựa nha anh chị. Đường nhựa này nếu mình rẽ trái 3 cây thì mình sẽ ra quốc lộ 20. Rồi rẽ phải thì khoảng 2 cây mình sẽ gặp chợ nha. Chợ rồi nhà thờ, rồi bên phải mình 100 mét lại là ủy ban xã nha. Đấy. Đường xá dân cư đông đúc luôn. Từ cái đất của mình đó nha, mình đi khoảng 4 cây là mình sẽ gặp một cái chợ, ở đây gọi là chợ Cầu Trắng nha. Cái chợ Cầu Trắng này nè thì cũng nằm sát quốc lộ 20 mình luôn nha. Đấy, ở đây thì nó buôn bán sầm uất luôn nha anh chị. Đấy. Ở đây thì bán đầy đủ đồ luôn, đồ gì cũng có nha anh chị. Đây, phía trước mặt của Nhân á là quốc lộ 20. Mình quẹo về Sài Gòn á là khoảng 120 cây. Bên trái thì về Đà Lạt thì khoảng hơn 200 cây nha anh chị. Chào anh chị, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ là bạn Nhân ha, có quay cho anh chị xem một cái miếng vườn bưởi rất là đẹp ha, rất là xanh tươi luôn. Anh chị mình mua về mình có thu luôn đó nha. Thì bây giờ mình cho anh chị mình xem sổ nha. Đây, địa chỉ ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
diện tích là 37.653 m2, tức là hơn 3 mẫu 7 hả, toàn bộ đất trồng cây, chưa có thổ cư nha anh chị. Ở đây hình dáng đất mình anh chị ha. Đó. Đây có một con đất mình thì mặc dù là diện tích khá là lớn ha, nhưng mà hình dáng thì cũng tương đối là vuông nha. Đó, chứ không có bị cong xéo nhiều đâu. Ở đất mình thì đây có một cái 5 m, tức là có con đường 5 m. Đó, dài vô khoảng 30 m là sẽ đầu nở ra ha, nở ra như thế này. Đó, thì đất mình thì mặt tiền đường của mình được 5 m thôi. Đó, đây. Đường là đường bê tông liên xã anh chị ha, một hướng đi ra quốc lộ 20, một hướng đi ra ngoài trung tâm của xã Ngọc Định. Đó, thì 5 m. Cái đường này thì nói chung là đường này không tranh chấp nha anh chị, đường này đường của mình á. Đó, có rào đàng hoàng luôn nha, có rào lướt hai bên đàng hoàng rồi, cho nên là yên tâm nha anh chị. Cái này thì anh chị mình nếu mua về thì mình có thể là mình sau này mình nhờ vụ á, mình cập nhật vô luôn cái phần đất mình luôn. Đó, hoặc là cập nhật vô sổ mình cho nó hiện rõ ràng luôn. Đó, thì hiện tại là cái đường này là đảm bảo không tranh chấp nha anh chị. Rồi thì nói chung đất này thì rất là dễ hình dung rồi. Tại vì nó cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng chừng 120 cây số thôi. Cách quốc lộ 20 là trung tâm của Định Quán vậy là khoảng 5 cây. Trung tâm Định Quán là Đá Ba Chồng đó anh chị. Thì anh chị mình cứ chạy tới từ thành phố Hồ Chí Minh mình đi đường mình đi cao tốc á, tới Dầu Dây rồi mình đi thẳng quốc lộ 20 ha. Đi tới cái địa phận Đá Ba Chồng của Định Quán á, là mình sẽ có người dẫn vô coi đất. À, đi khoảng 5 cây vô là tới rồi. À, đất mình thì anh chị thấy rồi, đường ô tô vào tới nơi. Và chủ đang kêu cái giá là 200 triệu một sào. Chạy ra là mình lấy 200 mình nhân cho 37 sào thì nó khoảng tầm hơn 7 tỷ vậy ha, hơn 7 tỷ. Tại vì nói chung là nghe 7 tỷ thì nghe tưởng nó lớn, nhưng mà sự đất này rất là rộng. Tới 37.000 m2. Đó, chỉ có 200 triệu một sào thôi. Do Định Quán thì nó hơi xa thành phố chút xíu, chứ như ở Bà Rịa Vũng Tàu anh chị là bây giờ là đất bây giờ là nó phải tầm 700-800 hoặc là cả tỷ một sào rồi. Đó. Thì nó cũng cách thành phố tầm 70-80 cây, còn này thì 120, nói chung là xa hơn 40 cây. Thì xa hơn không bao nhiêu nhưng mà giá thì mềm hơn nhiều. Đó, nói chung miếng này phù hợp cho anh chị là mua về mình lập trang trại thì rất là ok ha. Hoặc là nếu sau này mình có điều kiện á, mình ủi ha, mình xin cấp phép ủ hẳn đường vô nè. Yeah, rồi sau đó mình phân lô ra thì cũng rất là ok. Nói chung là rất là nhiều cái mục đích sử dụng. Rồi thì anh chị nào quan tâm ha thì cứ alo cho mình. Thì mình nghĩ cái giá này cũng còn thương lượng đó. Anh chị mình thiện chí lên xem đi rồi mình gặp trực tiếp chủ mình thương lượng nha. À, thì anh chị quan tâm thì cứ alo cho mình, số điện thoại là 0933 230 243. Thì mình chỉ tiếp người mua trực tiếp thôi chứ không có tiếp môi giới. Anh chị môi giới thông cảm, vui lòng không liên hệ nha. Còn như anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán đất vườn hay nhà vườn đó, thì cũng có thể alo mình. Mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi, cảm ơn chị mà xem video.